Nè nè nè, Thanh Tiger và ba tên về thăm mẹ, nhưng không thấy mẹ đâu. Hôm nay đã là 30 Tết rồi, hai đứa tôi đang thu dọn hành lý để lên đón giao thừa với mẹ. Đây là cái mền của mình từ hồi nhỏ xíu tới giờ, đi đâu cũng phải lôi nó theo thì ngủ mới ngon. Ai mà theo dõi kênh của mình lâu rồi thì sẽ luôn thắc mắc là mẹ của hai đứa đâu mà không bao giờ thấy xuất hiện. Mẹ ở trên ngoại chứ ở đâu, hai đứa không có ở chung với mẹ cho nên bữa nay mới lên thăm mẹ nè. Đi xa để phải nhớ, về bữa cơm gia đình, về hơi ấm của mẹ và một đàn em thơ. Quê ngoại của hai đứa ở Phú Xuân, Phú Tân, An Giang. Nhà ngoại của mình khá đặc biệt, giữa mênh mông bao la bạt ngàn lúa mọc lên một căn nhà, đó chính là nhà ngoại của tôi. Trong đầu suy nghĩ kịch bản là mẹ sẽ chạy ra mở cửa rồi mừng vui các kiểu đồ ha, nhưng không hề, nhà không có một ai hết. Mẹ đã chở bà ngoại đi công chuyện và tới chiều mới về, rồi hai đứa tự xử, tự vô tự dọn cơm ra ăn tỉnh bơ luôn. Ăn xong lục lọi tủ lạnh thì thấy có kem chuối với kem đậu xanh, hai đứa vừa ngồi ăn vừa coi phim rồi đợi mẹ về. Kết quả là ngày 30 Tết chưa cho mọi người thấy được mặt mẹ tôi. Nè nè nè, ngày mùng 1 gặp được mẹ chưa? Đây là chiều của ngày 30, tôi với thằng tên phụ mẹ dọn dẹp trước sân để tối nay dựng niêu đón giao thừa. Do nhà ở giữa đồng không mong quạnh, không có ai hết trơn á, cho nên khá là buồn. Mà không sao, chủ yếu là ăn Tết với mẹ mà, cho nên cũng bình thường thôi. Bữa nay là mùng 1 Tết, tôi với thằng tên ra đằng trước ngồi ăn bánh mứt chơi với mấy con mèo. Xong thấy cây xài quá trời trái luôn, chạy ra hái liền. Kêu thằng tên hứng cuối cùng cũng phải để tôi ra tay. Ghê chưa? Mới mùng 1 ăn xài sống mà tôi còn lấy lỗ muối tiêu chấm nữa. Ai biểu mẹ tôi xay muối tiêu nhuyễn quá làm chi, nhìn không có ra muối tiêu. Rồi mẹ kêu ra sau hè có cây xài trái bự lắm, ra hái đi. Tôi chưa kịp chung qua cái lưới nữa là thằng tin nó hái mẹ rồi. Rồi xong hai đứa nện thêm trái xài Đài Loan bự chà bá nữa, no căng cái bụng. Tới chiều chiều mát mát thì hai đứa đi lên đồng tưới cà tưới bí cho mẹ. Thật là những đứa trẻ ngoan ngày đầu năm mới. Bí của mẹ mình trồng được mấy trái bay lớn rồi nè, thấy cưng ghê không? Buổi chiều do nước giật hơi thấp cho nên là quá trình lấy nước hơi khó khăn. Mẹ tôi có trồng đậu bắp, cà tím, cà chua, bí đao với bí rợ. Mấy cái bí này mai thức sớm ra hái bông để ăn với lẩu mắm. Tưới xong rồi thì hai đứa vô nhà chuẩn bị tắm rửa ăn cơm. Kết thúc ngày mùng 1 là như vậy đó. Nè nè nè, cùng mẹ làm mứt dừa. Mấy hôm nay mọi người rất muốn biết mặt của mẹ tôi lắm chứ gì. Thì hôm nay mẹ mình sẽ xuất đầu lộ diện để làm mứt dừa cùng mình. Người phụ nữ tóc ngắn áo trắng này chính là mẹ của Thanh Tiger và ba tin. Dừa này là tối đó cúng giao thừa, mình thấy cái của nó dậy cơm quá cho nên là nói mẹ chỉ mình làm mứt. Tính ra mứt mẹ làm trước Tết rồi, mà bữa nay mùng 1 tôi kêu mẹ làm nữa. Lần đầu làm chưa có chuyên nghiệp cho nên nhìn miếng dừa nó hơi bấy bá. Cơm dừa thì đem đi rửa, rồi mẹ tôi gọt mấy cái phần vỏ dừa còn dính cho nó sạch. Nhìn trắng bóc như xài nước tẩy gì đó. Xong rồi thì mình bào ra thành từng lát là giống mấy cái miếng mứt dừa ngoài tiệm rồi đó. Trời ơi, lần đầu làm cái này nó trơn gần chết. Còn mẹ của mình thì làm rẹt 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 không sai một động tác. Rồi cái mớ mứt dừa mình đem đi luộc lên, sau đó mình ướp với đường. Hỏi mẹ để lâu không, mẹ nói để qua đêm mà, là tới mùng 2 luôn đó. Qua tới mùng 2 rồi nè, bắt chảo sên lên cho đường nó khô lại. Rồi mình bỏ thêm sữa tươi vô nhà cho nó béo. Đường với sữa khô thấm lại rồi thì mình cho mứt dừa ra mâm, trải cho đều ra xong rồi mình đem đi phơi nắng cho mứt dừa nó khô lại là ok đó. Tiếp theo là tới công đoạn đóng gói bỏ vô bọc. Vâng, và đây là thành quả của mẹ con mình từ mùng 1 sang mùng 2 Tết. Nè nè nè, sáng nay Thanh đã thức dậy rất sớm. Thanh hiền lành và mẹ thức dậy lúc con gà còn ngủ. Tới nỗi Thanh phải chạy vô chuồng kêu con gà nó dậy cho nó gáy. Bữa nay Thanh hiền lành thức sớm để cùng mẹ đi ra đồng hái bông bí. Mấy cái bí mà hôm bữa mình với thằng Tin tưới á, mọi người nhớ không? Đôi tay của mẹ mình nhẹ nhàng thoăn thoắt lặt đầu bẻ cổ từng cái bông bí một. Rồi Thanh hiền lành cũng nhào vô lặt đầu bẻ họng tụi nó tiếp mẹ. Cái này là bông bí e thẹn lúc chưa nở, còn cái này là nở banh chành tè le hết rồi nè. Rồi lúc này mẹ đi chợ mua đồ về để hôm nay làm món mắm kho. Mắm sau khi nấu cho nó nát nhừ ra rồi thì mình lượt qua rây để lấy những cái tinh túy của nó rồi mình vứt xác đi. Mắm kho phải có sả nó mới ngon cho nên mình ra vườn bứt phá vài tép sả. Đậu rồng của mẹ mình trồng thật là tươi tốt nên mình ra mình hốt. Cái món mắm kho này là cái món mình rất là thích. Mỗi lần về thăm mẹ là mình xúi giục mẹ nấu cho mình ăn hà. Lúc này bỏ thêm mấy cái bông bí hồi sáng mình với mẹ hái nè. Giờ thì bắt đầu dọn ra. Mắm thì có thịt ba rọi, chả cá với cà tím. Cái món ăn nhịn vậy đó, không ăn thì nó đói, ăn rồi thì nó lại no.